Em chào tất cả các bác. Em đang sắm tiếp một bộ máy mini dòng âm thanh là hi-fi. Anh em ơi, các bác, thương hiệu của nó là Kenwood. Cái này có đèn tia luôn, toàn bộ hát tốt, các chức năng như CD, MD và cộng in-out. Đặc biệt là có điều chỉnh bass chép, hai bass luôn nha. Bass chép trên máy. Mặt là mặt phay nhôm. Đời của nó là K751. Công suất là 80W cho mỗi loa. Chắc bắp chuối. Dắt được mạ vàng. Chép phía trên là chép đơn, bass này bass 12. Âm thanh thì khỏi chê luôn nha các bạn. Bác nào yêu thích thì cứ alo trực tiếp em qua số điện thoại 0918120267. Và đây là số Zalo của em. Các bác kết bạn Zalo để em test chi tiết cho các bác. Tổng bộ phía trước là có đầy đủ e căng nha các bác, e căng em để rồi, e căng đẹp luôn. Em đang để đĩa nè, nhưng mà em không có cho âm thanh nha. Bác nào yêu thích thì cứ kết bạn Zalo để em test chi tiết. Dòng hàng tiễn đẹp xuất sắc nha các bác. Em kết thúc video, chào các bác.